GameToday. Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đến với cả kênh GameToday. Trong cái thời gian vừa qua thì có được cái sự ủng hộ của các anh em thì mình xin cảm ơn tất cả các anh em rất là nhiều, các anh em nhé. Thì trong thời gian vừa qua ấy, có nhiều những cái góp ý là gợi ý cho mình làm về một cái tier list, một cái danh sách những cái con tướng mà có thể là chúng ta được tin dùng và mạnh mẽ vào cái giai đoạn đầu game. Có rất là nhiều anh em muốn mình làm một cái clip đánh giá như vậy. Thì hôm nay, cái buổi hôm nay mình sẽ bắt đầu cái series đánh giá về các cái con cờ anh em nhé. Rất mong là sẽ được cái sự ủng hộ của các anh em. Cái series này thì mình sẽ chia ra thành nhiều cái phần nhỏ để đánh giá từng giai đoạn trong game một, giai đoạn đầu game, giai đoạn giữa game, giai đoạn cuối game, đánh giá các cái con cờ trong từng line up, đánh giá những cái con cờ trong từng cái giai đoạn ở trong game và đứng một mình kết hợp với các cái quân bài khác như thế nào. Thì mình sẽ đánh giá và mình sẽ chia ra thành các cái clip khác nhau anh em nhé. Và hôm nay thì mình sẽ đánh giá về những cái con cờ mà rất được tin dùng ở cái giai đoạn đầu game. Cái giai đoạn khá là quan trọng đến cái việc thành hay bại ở cái giai đoạn cuối game. Cái giai đoạn mà các bạn, một là các bạn có thể sẽ bị rất là bị thọt ở giai đoạn đầu game. Hai là các bạn có thể vươn lên và giành top, lấy những cái win the trick quý giá, giúp cho các bạn có thể bật bãi các cái đối thủ khác ở trên bàn cờ, giúp cho các bạn có thể tách biệt với cả cái phần còn lại của thế giới khi mà lượng tiền của bạn cực kỳ dồi dào với những con bài rất mạnh mẽ vào giai đoạn đầu game. Thì nó rất là quan trọng ở cái giai đoạn này. Vì vậy mình sẽ đưa ra cái nhận định đánh giá của mình, xếp hạng những cái quân bài vào giai đoạn đầu game để anh em có thể nắm được anh em nhé. Thì trong cái giai đoạn đầu game nó sẽ xuất phát từ turn thứ 1, tức là round quái đấy, đến turn thứ, mình cho là nó là sẽ đến turn thứ 16. Cứ cho là 16 turn đầu đi. Vì thường thì ở cái mức rank thấp thì không nói, nhưng đến những cái mức rank đỉnh cao, ví dụ như là Queen hay King, thì cái round 16 nó rất là quan trọng, nó là cái bước ngoặt trong game. Vì vậy mình sẽ xếp hạng từ round 1 đến round 16 anh em nhé. Thì chủ yếu là sẽ dùng trong cái các cái quân bài sẽ dùng ấy, thì mình sẽ đánh giá các cái quân bài 1 tiền và 2 tiền thôi anh em nhé, để cho anh em có thể làm rõ được. Rồi, thì xin phép các anh em là được bắt đầu. Ở đây mình sẽ xếp hạng từ cái tier S đến tier D nha anh em nhá. Thì mình sẽ xếp lần lượt. Ở cái tier S ý, thì những cái quân bài sau đây theo mình đánh giá, nhận định của mình đánh giá, và mình rất là hay pick vào giai đoạn đầu game nếu mà mình muốn ép các cái đối thủ từ đầu để lấy win trick. Đấy là những quân bài sau đây. Thứ nhất phải nói là rất là mạnh và được tin dùng nhất, một cái quân bài mà có thể nói là rất là đa dụng ở cái giai đoạn đầu game, khi mà cho một cái lượng đam ổn định, đam tay to, tốc đánh khỏe, máu trâu, kèm theo đó là skill khủng, kết liễu đối thủ nhanh. Ở những cái giai đoạn đầu game ấy, nó trên cái bàn cờ của các bạn thì những cái quân bài nó chỉ khó khoảng 3, 4, 5 con thôi. Thì với một cái skill Shuriken của Soulbreaker, hay mình con này mình còn quen gọi đó là con BH anh em nhé, rất là hay nhắc đến nhưng không phải là các anh em nào cũng biết. Thì mình tiện đây là mình cũng nhắc luôn. Đây là con BH Bounty Hunter, viết tắt là BH. Ở trong cái game Auto Chess Mobile thì nó có tên là Soulbreaker. Con này thì mình đánh giá là cái shuriken, cái skill của nó là một cái skill rất mạnh vào giai đoạn đầu game. Cái đam tay của nó to khiến cho việc tăng mana để sử dụng skill rất nhanh. Và nó vòng ra phía sau, nó tiêu diệt các cái con phía sau, các cái con yếu đuối ở các cái đội hình. Vào giai đoạn đầu game thì không hề có bọc lót, không hề có che chắn, sẽ tiêu diệt những cái con đia đam chính của đối thủ rất nhanh và kết liễu đối thủ bằng cái shuriken thì thực sự là rất là tuyệt vời vào giai đoạn đầu game. Con này mình sẽ xếp vào tier S anh em nhé. Con thứ hai mà có thể nói là rất mạnh vào giai đoạn đầu game, đó chính là một cái con cũng thuộc tộc Goblin, rất là trâu chó và skill cực kỳ khó chịu. Skill cử giật khiến cho đối thủ bị melee stun trong vòng 0,7 giây. Rất mạnh và gây ra một cái lượng đam phép rất lớn vào giai đoạn đầu game. Với giai đoạn đầu game chỉ có 2-3 con ở trên bàn cờ thì thực sự là với cái cử giật, cái skill của con này thì đối thủ không thể nhấc được tay lên luôn, sẽ chết trong im lặng. Đây nó là một con mà mình rất là tin dùng vào giai đoạn đầu game. Và nếu mà anh em chơi theo cái lối là win trick, ép sân đối thủ và có thể nói là xây dựng đội hình mạnh ngay từ đầu thì con này nó là một trong những cái con mà phải lên 2 sao sớm anh em nhé. Rất là gọi là mạnh đấy. Cái con Skybreaker này thì mình gọi tên nó là cờ lóc anh em nhé, hay gọi nó là cờ lóc cho anh em nào chưa biết. Con cờ lóc và con BH đều thuộc bộ Goblin. Khi mà ở giai đoạn đầu game anh em chỉ cần siêu tập được 3 con Goblin thôi thì anh em được cộng free một cái giáp rất là mạnh, hồi máu cộng giáp ở giai đoạn đầu game thực sự là kinh khủng với cái bộ Goblin này. Và nó là một trong những cái con mà chúng ta lên pick và đưa lên 2 sao sớm vào giai đoạn đầu game. Cuối game hoặc giữa game thì có thể bán đi anh em nhé. Con tiếp theo mà mình cũng rất là tin dùng và mình xin được đặt nó ở tier S. Đấy chính là con Tabu Witcher. Con này thì nó có cái tên thân thương mà mình rất là hay nhắc đến, AM, viết tắt của từ Antimate. Antimate có nghĩa là tiêu diệt những cái con thuộc hệ phép thuật đấy anh em. Nó là con chống phép thuật. Thì cái con này tại sao mà mình lại xếp nó ở tier S? Giai đoạn đầu game ấy thì cái con này rất là khó chịu. Cái con BH ấy mà gặp cái con AM này thì thực sự là rất là sợ. Khi mà con AM này cái skill bị động của nó giúp cho nó trừ mana của đối thủ, khiến cho đối thủ không thể tung được skill. Thì những cái con có skill mạnh như con Clock hoặc là con BH ở đây mà gặp AM thì nó cứ phải gọi bằng cụ luôn, khi mà chỉ có đánh tay thôi. Chứ còn nếu mà tung trưởng thì là làm gì có mana mà tung trưởng. Nên là cái con này ở giai đoạn đầu game, con AM ấy, nó cũng là một trong những cái con mà rất là mạnh, ưu tiên sớm lên 2 sao anh em nhé. Cái skill của nó ngoài cái chức năng là gọi là tăng ma, gọi là trừ mana của đối thủ đi ấy, thì nó còn có một cái chức năng khác, đó là tăng đam. Cái lượng đam của con AM này lên nó bằng với cả cái lượng burn mana, cái lượng trừ mana của đối thủ. Nên là đam của con này rất là to vào giai đoạn đầu game. Đấy anh em, ví dụ như trong cái đội hình của anh em có 3 con này level 2 thì anh em xác định luôn là anh em top 1 dài dài anh em nhá. 3 con này mà lên 2 sao thì anh em có xác định là top 1 dài dài. Con tiếp theo mình để ở tier S. Cũng một tiền thôi. 4 cái con tier S một tiền nhưng mà rất mạnh ở đây. Con thứ tư có tên là Heaven Bomber. Thì con này đọc tên mình hay đọc là Tinker. Tên của nó, tên thân mật là Tinker anh em nhé. Con Tinker thì có cái skill cũng rất là mạnh, phóng ra 3 quả tê lửa dồn thẳng vào mục tiêu, một mục tiêu bất kỳ. Và Nếu mà chẳng may mà đen ý mà ăn một phát 3 quả tên lửa vào mặt thì sẽ có một thằng lên bảng đếm số ngay từ đầu luôn. Nó rất là mạnh, skill rất mạnh. Ngoài ra khi mà kết hợp với cả bộ mech, ở đây những cái con mech như là con Clock ở giai đoạn đầu game rất là dễ kiếm, thì nó có khả năng hồi máu, hồi 15 máu một giây. Kèm theo đó nếu mà kết hợp với bộ Goblin nữa thì thực sự là Tinker rất là trâu ở giai đoạn đầu game, và tung trưởng thì rất là mạnh. Tuy nhiên Tinker thì rất là sợ AM, khi mà AM có giúp cho cái việc là bắn skill, bắn tên lửa của Tinker không thể bắn được khi mà bị burn mana. Vì vậy cái con AM này nói chung là nó rất là nguy hiểm ở giai đoạn đầu game. Tiếp theo, cái con tiếp theo mà các bạn mình nghĩ là các bạn lên sắn nó vào cái giai đoạn đầu game rất mạnh, đó chính là con gót của chúng ta, con ma. Con ma này mà kết hợp với cả con Clock, Skybreaker hoặc là con Soundbreaker thì thực sự là rất mạnh. Thậm chí là cả Tinker, Heaven Bomber thì rất mạnh vào giai đoạn đầu game. Khi mà giảm cooldown của những cái skill của những cái con này thì thực sự là nó tung skill liên tục và những cái skill rất mạnh. Nên là nếu mà anh em có sắm được những cái con này vào giai đoạn đầu game mà cho đứng cùng với nhau ấy, thì anh em xác định nhá là anh em top 1 từ giờ đến hết turn 15 luôn. Đấy. Rồi, anh em cứ tranh nhau đi nhá, anh em cứ tranh nhau mà mua. Tiếp theo, cái con tiếp theo thì nó là cái con 2 tiền, và mình sẽ xếp nó vào cái tier A nhá, cái tier A. Con tiếp theo mình sẽ xếp nó vào cái tier A. Con tiếp theo là con Timbersaw hay còn gọi là Zipper, thì cái con này nó 2 tiền. Cái lượng đam gây ra bởi cái skill con này nó là lượng đam phơ. Và cái con 2 tiền này nó thuộc bộ Goblin và bộ mech, rất là trâu chó vào giai đoạn đầu game. Rất dễ để có thể kết hợp bộ Goblin với bộ mech giai đoạn đầu game. Vì vậy con này cũng rất được mình tin dùng vào giai đoạn đầu game anh em nhé. Rất hay tin dùng đấy. Nên là khuyến nghị cho anh em là chơi cái con này. Chơi con này thì thực sự rất là mạnh nếu mà anh em muốn ép sân ngay từ đầu. Rồi, con tiếp theo mà mình để ở cái thai A này, đó là con Swordman Zacklax. Con Zacklax thì nếu mà kết hợp với cả con ma ở tier 1 ấy, tier S ấy, thì nó rất là mạnh. Cái xoay, cái skill xoay của con này nó sẽ xoay liên tục và gây ra cái lượng sát thương diện rộng rất là mạnh. Các cái đối thủ xung quanh con này nó sẽ bị trừ máu, tụt máu khủng khiếp. Và mình cũng khuyến nghị anh em là ở bất cứ cái đội hình nào thì cũng, nếu mà có cái con Swordman này thì cũng lên sắm để cho nó lên 2. Nó sẽ gánh kèo cho anh em nếu mà anh em muốn chơi theo cái lối là win the trick hoặc là giữ máu, chứ không chơi loot the trick bán máu để mà làm tiền. Thì mình nghĩ là cái con này nó là một cái con mà rất là quan trọng vào cái giai đoạn đầu game, rất mạnh. Cái con tiếp theo mình xin để ở cái thai A này, đó là con Ork Merzai. Thì cái con Ork Merzai tạm thời đã bị xóa khỏi game. Tuy nhiên nếu mà nó quay trở lại thì mình cũng rất là khuyến nghị anh em lên pick con này vào giai đoạn đầu game anh em nhé. Nó giúp cho anh em có một cái lượng tăng cơ rất mạnh vào giai đoạn đầu game. Skill giúp cho đánh nhanh, kèm theo đó là tăng 5% của tổng lượng máu của tất cả các quân bài ở trên bàn cờ. Thì cái giai đoạn đầu game khá là mạnh. Con tiếp theo thuộc thai A, tier A, đấy là con Skull Hunter. Cái con này thì mình hay gọi là Beastmaster. Thì con này cũng rất là mạnh vào giai đoạn đầu game khi mà kết hợp cả Swordman hoặc là Red Axe. Thì nó là một trong những cái con thuộc cái bộ tộc Cape Clan, giúp cho các cái con thuộc Cape Clan có thể tăng 250 máu vào giai đoạn đầu game. Thì nó là một trong những cái con mà rất là trâu vào giai đoạn đầu game. Ngoài ra cái skill của nó diện rộng, gây đam rất là lớn, giúp cho Skull Hunter có thể là gây một cái lượng đam nhờ skill, và cái cú đánh tay của Skull Hunter có thể được tăng lên sau mỗi cái cú đánh rất là mạnh. Con tiếp theo cũng thuộc cái tier A, đó là con Hellclaw, hay mình hay gọi nó là Earth Clive. Đây nó là một cái con mà mình cũng rất là hay pick vào cái giai đoạn đầu game. Nếu mà mình chơi theo cái lối win the trick thì thực sự con này rất là mạnh đấy. Cái hệ của nó thuộc hệ Demon, giúp cho những cái cú đánh tay của nó là cú đánh xuyên giáp, phơ đam, ăn thẳng vào máu. Và ngoài ra cái skill của nó là một cái skill gây choáng, giúp cho các bạn lấy cái lợi thế vào giai đoạn đầu game khi mà các con cờ nó vẫn còn ít. Rồi, để xem nào, còn con nào thuộc cái tier A này nữa không? Còn một con nữa, đấy là chính là con Phantom Queen. Con này cũng rất là mạnh vào giai đoạn đầu game. Mà nếu mà anh em muốn mạnh vào giai đoạn đầu game thì anh em cứ pick đi, thậm chí là đưa lên 2 sau đó bán đi anh em nhé. Thuộc hệ Assassin, nếu mà kết hợp với cả Soundbreaker kèm theo một cái con Assassin nữa thì thực sự ba con Assassin nó sẽ làm mưa làm gió ở cái giai đoạn đầu game, gánh đam rất là nhiều. Skill của Phantom Queen, hay còn gọi là Queen of Pain, thì rất là mạnh. Skill diện rộng, các cái cú đánh tay của nó thì là cú đánh phơ đam, ăn thẳng vào máu. Cái con này thì nó chỉ sợ con AM thôi, anh em nhé. Cái con AM thì anh em không còn lạ gì nữa với cái tộc Witcher, có khả năng là làm cho cái hiệu ứng Demon của những cái con Demon nó biến mất. Ngoài ra thì cái con Queen of Pain thì nó là một cái con mà phụ thuộc vào cái skill. Thì con AM, nếu mà có cái con AM xuất hiện trong đội hình của team địch thì con Queen of Pain này gần như phế. Khi mà skill thì bị trừ mana, không phải tung được. Còn cái khả năng đánh xuyên giáp thì là bị mất. Tuy nhiên ở những cái đội hình mà không có con AM thì thực sự Queen of Pain rất mạnh. Con Queen of Pain này nó sẽ gánh đam cho bạn rất là nhiều giai đoạn đầu game. Rồi, đấy là những cái con mạnh nhất ở trong game vào giai đoạn đầu game. Tiếp theo là những cái con nó ở phía dưới, những cái con thuộc tier B, tier C và tier D, là những cái con mà khuyên các bạn là ít dùng và chỉ dùng trong một vài những cái trường hợp đặc biệt. Ở cái tier B thì mình sẽ lướt qua rất là nhanh. Thứ nhất là mình sẽ xếp vào tier B là con Tiley. Cái con này thì nó chỉ mạnh khi mà nó kết hợp với cả những cái con thuộc hệ Elemental và Warrior vào giai đoạn đầu game. Vì vậy nên nó sẽ kết hợp với cả con Water Spirit, hay mình còn gọi là con Móc Linh. Kết hợp thêm với cả hai con Assassin nữa thì cái bộ này nó cũng sẽ gánh đam vào giai đoạn đầu game. Tuy nhiên cái việc ghép nó sẽ khó hơn, vì vậy chỉ có thể xếp ở cái tier B thôi. Cái con tiếp theo mình muốn hướng tới là con Axe, con Red Axe Chef. Thì cái con này hay gọi là con Axe. Cái con này thì Axe nó chỉ là đọc sai chính tả thôi anh em, còn nó vẫn tên là Axe thôi. Chả qua là ở trên cái bản Auto Chess Mobile thì cái con Axe này nó có thêm cái chữ Red ở đầu vì nó màu đỏ mà anh em. Thì cái con này thì cũng thế, tức là nó giống hai cái con Tiley Stone Spirit và con Water Spirit Móc Linh. Ở đây thì cái con này nó phải kết hợp với cả bộ Warrior kèm theo bộ Cape Clan thì nó mới mạnh được. Còn nếu mà nó đứng một mình thì nó cũng không mạnh lắm đâu. Khác bọt với cả con AM hoặc là con Soundbreaker hoặc là con Tinker. Con Heaven Bomber thì nó chỉ cần đứng một mình nó đã mạnh rồi. Con Axe này thì nó phải đứng với cả nhiều mình thì nó mới mạnh được anh em nhá. Đấy, những cái người ở trên là những cái người sống độc lập, con bài sống độc lập, tự chủ. Đấy, tự chủ bản thân, tự chủ về kinh tế. Còn ở dưới thì nó hơi phụ thuộc một tí. Tuy nhiên là nó rất là đoàn kết. Và đấy, thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông cũng cạn thôi anh em. Mặc dù là độc lập thì là nó yếu, nhưng mà đứng với một số cái đội hình thì nó lại rất là mạnh. Vì vậy nên là mình xếp ở tier B anh em nhé. Còn tiếp theo mà mình sẽ xếp ở cái tier B này cũng rất là mạnh vào giai đoạn đầu game, mà anh em có thể lên sớm. Đấy chính là con Ulicon. Con này thì đứng một mình thì rất là yếu, hai mình thì rất là yếu, nhưng mà nó lại thuộc bộ Druid và nó rất dễ lên 2 sao. Ngoài ra cái việc là khi các bạn kết hợp hai con Ulicon, con này thì mình hay gọi là con enchant. Hai con này khi mà mình kết hợp ở cái bộ Druid, kết hợp vào lâng lên 2 sao thì anh em bán đi anh em được thêm một tiền. Vì vậy con này là mình xếp ở tier B, rất là hợp lý. Và có thể là các bạn lên sắm ở giai đoạn đầu game, mất có 1 tiền thôi. Các cái con còn lại thì mình sẽ xếp rất là nhanh. Và tier C thì gồm có Tutka, rất là yếu vào giai đoạn đầu game. Đam tay thì bé và skill thì cũng không mạnh lắm, tuy nhiên là cũng gây choáng. Abiso con này thì Slada, tên là Slada. Thì cái con Abiso này thì thực ra thì cũng không hẳn là yếu, nhưng mà 2 tiền khá là đắt. Hiệu ứng của skill thì cũng không rõ rệt cho lắm, trừ giáp đối thủ. Nhưng mà lại thuộc cái bộ Warrior, một trong những cái bộ mà đam tay rất là bé. Mình chỉ có thể xếp nó vào cái tier C được thôi. Con Red Axe thì con này mình quen gọi là Lula, cũng rất là yếu. Gần như là nếu mà không có kết hợp với bộ Axe thì đánh rất là yếu vào giai đoạn đầu game, không hề mạnh. Con Death Spirit Doctor hay mình quen gọi là Witch Doctor cũng rất là yếu. Gần như là tốn tới 2 tiền và phế vào giai đoạn đầu game. Khuyên anh em không nên dùng. Assassin con Slack hay còn gọi là Abiso Crawler thì cái con này cũng rất là yếu. Anh em cũng có lẽ là lên từ từ đưa vào đội hình. Giai đoạn đầu game thì đánh tay không thôi, skill thì cũng không có gì gọi là đặc biệt. Và những cái con yếu hơn nữa ở đây sẽ xếp vào cái tier D. Cái tier D là cái tier cuối cùng, gồm con Foxlight hay mình còn gọi là Bat Rider, con The Saw hay mình còn gọi là CM Crystal Maiden, con này, con cung đen thì mình quen gọi nó là Drow nha anh em nhé. Con Drow thì cũng rất là yếu vào giai đoạn đầu game. Gần như nếu không kết hợp với bộ Hunter thì không thể mạnh được. Mà cái bộ Hunter thì có một mình nó thôi, có một mình nó là 1 tiền thôi, nên là nó cũng rất là yếu. Còn lên 2 tiền thì cũng có thêm con Mirala và con Skull Hunter ở đây. Tuy nhiên là cái bộ Hunter ở giai đoạn đầu game thì cũng không mạnh lắm đâu. Cũng chỉ là mạnh ở giai đoạn giữa game thôi. Vì vậy nên là mình không khuyên các bạn dùng nhá. Rồi, còn Whisper Seer thì con này mình quen gọi là con Ledger Prophet thì cũng rất là yếu vào giai đoạn đầu game, gần như là không kết hợp được với con nào cả. Kết hợp thì chỉ có là kết hợp với bộ Druid thôi. Còn tiếp theo là con Puck hay quen gọi là Silent Dragon, cũng rất là yếu vào giai đoạn đầu game. Con cuối cùng Defector hay mình còn gọi là Shadow Shaman thì con này cũng rất là yếu vào giai đoạn đầu game. Có lẽ là giai đoạn đầu game này thì mình sẽ kết thúc ở những cái con 2 tiền anh em nhé. Và mình sẽ có một cái bản đánh giá tiếp theo. Cái bản đánh giá tiếp theo là vào những cái con mà nó sẽ gánh kèo cho anh em ở giai đoạn giữa game anh em nhé. Thì hy vọng là anh em sẽ thấy là cái video của mình nó sẽ bổ ích cho anh em, giúp ích cho anh em rất nhiều trong cái việc chơi cũng như tìm hiểu về cái bộ môn Auto Chess. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em vào cái clip đánh giá tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em. Anh em thấy hay thì cho mình một like. Anh em thấy hay thì có thể là share giúp mình anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.